Okay, so here I am. Going to eat at Quán Hương. My wife is taking me here. Oh, you can't see. What? Đèn sáng quá hả? Anyway, nó say là Quán Hương, okay? Beauty salon. Quán Hương. Nó thấy được, sáng quá. Quán Hương. Đặc biệt bún cá, bún mắm, bún thịt khìa. Quán Hương. Number one real estate, iPower electronic computer, Mimi's Beauty Salon, Sài Gòn nhỏ. Ủa, Sài Gòn nhỏ ở đây hả? What the hell, Sài Gòn nhỏ, sao cái tiệm nhỏ xíu vậy? Hảo TV, Beauty Salon, that's me. Đóng quá ta. Đâu mày hả? Ai mở tiệm này? Liệt Hương Hoài Tâm. Liệt Hương Hoài Tâm hả? Đâu rồi? Lần trước có khoảng chục người chờ tại vì không có đầy đủ bàn ghế. Quán này rất đắt khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.